xin mến chào các bác, anh chị và các bạn nhé. Chào mừng các bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tuấn Nguyễn Cuộc Sống Quanh Ta. Hiện nay tôi đang di chuyển trên đường Võ Nguyên Giáp. Địa điểm đầu tiên tôi xuất phát là sân bay Nội Bài các bạn ạ. Đây, phía bên phải màn hình các bạn nhìn thấy đường dẫn vào sân bay Nội Bài đây. Đây là đường dẫn vào sân bay quốc tế Nội Bài. Bây giờ là 15:30, một buổi chiều mùa thu các bạn ạ. Chiều hôm nay tôi đã có một chút công việc di chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm thủ đô Hà Nội. Và tôi sẽ tranh thủ chia sẻ hình ảnh cái cung đường mà tôi di chuyển từ sân bay quốc tế Nội Bài, từ đại lộ Võ Nguyên Giáp qua cầu Nhật Tân, qua đường Âu Cơ và về với phố cổ của Hà Nội các bạn nhé. Và các bạn sẽ cùng với tôi trải nghiệm cái cung đường từ sân bay Nội Bài về trung tâm phố cổ Hà Nội. Đây là một tuyến đường rất đẹp các bạn ạ. Đường này phải đạt tiêu chuẩn tầm cỡ quốc tế. Chiều tôi đang đi là tôi đang hướng về phía cầu Nhật Tân. Rất nhiều các cái dòng phương tiện đang di chuyển từ phía sân bay Nội Bài về, chủ yếu là xe con và xe chở khách các bạn ạ. Hai bên đường họ trồng rất nhiều các cây bóng mát này. Rất nhiều các cái tầng cây cao thấp khác nhau. Từ cây trà là đến cây long não và một số cây khác. Trong đó thì thấp tôi thấy họ trồng rất nhiều cây hoa giấy, vừa tạo cảnh quan bóng mát, bảo vệ môi trường cho tuyến đường giao thông này. Đây, phía bên phải màn hình các bạn nhìn rất nhiều các xe taxi đỗ đón chở khách ở đây. Nên hôm nay tôi lại mời các bác, anh chị và các bạn sẽ cùng tôi một lần nữa trải nghiệm cái cung đường, đó là đường Võ Nguyên Giáp từ sân bay Nội Bài đi về trung tâm thành phố, đi về phố cổ Hà Nội. Đây là một con đường duy nhất và đẹp nhất đón khách quốc tế và khách du lịch trong nước, ngoài nước về với thủ đô Hà Nội. Hiện nay tôi vẫn đang di chuyển trên cái đoạn đường mà khống chế với tốc độ là 60 km/h. Cái đoạn đường này vẫn thuộc cái địa phận quản lý của sân bay quốc tế Nội Bài. Khách ra vào rất nhiều cho nên tốc độ quy định ở đây là chỉ cho phép các phương tiện di chuyển là 60 km/h thôi. Hết đoạn này sẽ được các phương tiện sẽ được di chuyển với hai tốc độ khác nhau. Đó là cái làn trong cùng giáp với các cái giải phân cách mà trồng cây xanh là tốc độ 90 km/h. Và hai cái làn còn lại là với tốc độ là 80 km/h. Các bạn sẽ cùng với tôi di chuyển trên cung đường này để xem là từ sân bay quốc tế Nội Bài về tới trung tâm phố cổ là với độ dài là bao nhiêu km. Và hôm nay sẽ là một cái cung đường, một tuyến đường mà tôi sẽ đi qua, đó là con đường Âu Cơ Nghi Tàm, là con đường mới được
thành phố cắt băng Khánh Thành thông xe vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Tuyến đường Âu Cơ này được kết nối từ quận Hoàn Kiếm, quận Ba Đình đi ra cầu Nhật Tân và tiếp giáp với đại lộ Võ Nguyên Giáp các bạn ạ. Thế bây giờ thì đô thị ở thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển và được nâng cấp cải tạo mở rộng một tuyến đường mới là đường Âu Cơ từ trong nội đô thành phố đi ra sân bay Nội Bài rất thuận tiện. Các bạn nhìn thấy cái con đường Võ Nguyên Giáp này rất rộng, rất thoáng, rất đẹp không? Đây bây giờ tôi đang được phép di chuyển 80 km/h là cái làn ở giữa. Khi có cái tuyến đường này được đưa vào vận hành sử dụng từ đầu năm 2015 đã tạo điều kiện cho các đoàn khách của quốc tế đến với thủ đô Hà Nội, đến với Việt Nam để tham quan du lịch và làm việc, đã nâng tầm vị thế của Việt Nam trên quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, văn hóa và các lĩnh vực khác, đã tạo một cái điểm nhấn trong con mắt của du khách nước ngoài khi đến với Việt Nam, đến với thành phố Hà Nội, đã có một cái con đường giao thông vô cùng ấn tượng, vô cùng đẹp và hiện đại, văn minh, sánh vai cùng với các nước phát triển trong khu vực. Đây là đường Võ Nguyên Giáp các bạn nhé. Con đường được kết nối từ sân bay Nội Bài về cầu Nhật Tân và về trung tâm thành phố Hà Nội. Hôm nay là một hình ảnh trong chiếc video này là vào buổi chiều mùa thu tháng 10 các bạn ạ. Rất nhiều dòng phương tiện đang di chuyển theo hướng của tôi đi. Đây là một chiếc cầu vượt các bạn ạ. Dập bóng cờ đỏ sao vàng, cờ tổ quốc, cờ đảng các bạn ơi. Vẫn không khí chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Đây, cung đường này tôi muốn chia sẻ gửi tới trên kênh để các bác, anh chị và các bạn, những ai ở trong nước, ở nước ngoài khi về với Việt Nam bằng con đường hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài thì chúng ta muốn di chuyển về trung tâm phố cổ thì các bạn cứ xem trên video này tôi chia sẻ thì mọi người có thể theo cái cung đường của tôi đi về trung tâm thành phố Hà Nội, đi về các con phố cổ và về quảng trường Ba Đình. Đây, cái địa phận tôi đang di chuyển là thuộc quận Đông Anh các bạn ạ.
các bạn cùng ngắm vẻ đẹp tuyến đường Võ Nguyên Giáp này nhé. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp này từ sân bay Nội Bài về tới cầu Nhật Tân là dài khoảng 12 km, và chiều dài của Nhật Tân là khoảng hơn 4 km. Và tuyến đường Âu Cơ Nghi Tàm về tới đường Thanh Niên, về tới quảng trường Ba Đình, về với trung tâm phố cổ là dài khoảng trên dưới 5 km các bạn ạ. Cái tổng cái cung đường mà tôi di chuyển trong video này là dài khoảng trên dưới 20 km, từ sân bay Nội Bài về tới trung tâm phố cổ Hà Nội. Phía ngược chiều bên kia đường cũng rất đông các dòng phương tiện đang di chuyển về phía sân bay Nội Bài. Giờ tôi rẽ vào cái làn cho phép chạy tốc độ là 90 km các bạn nhé. Đây, cái làn này là cho phép chạy tốc độ là 90 km/h, sát với hàng cây xanh bóng mát. Một con đường rất đẹp các bạn ạ, phẳng nhẵn, thoáng đẹp, mát mẻ. Khi chiều mùa thu với ánh nắng mặt trời đang buông xuống, kết thúc cái tuyến đường Võ Nguyên Giáp này là chúng ta sẽ đến với cầu Nhật Tân, bắc qua sông Hồng. Thì các bạn sẽ cùng chiêm ngưỡng cầu Nhật Tân vào một buổi chiều mùa thu nắng đẹp. Hôm nay tôi sẽ trải nghiệm cung đường từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm phố cổ Hà Nội. Và tôi sẽ về một số con phố cổ và tôi sẽ dừng video tại đó. Thì các bác, anh chị và các bạn nào mà về với thủ đô Hà Nội, khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài sẽ đi theo con đường này các bạn nhé. Nếu các bạn chọn cái cung đường từ sân bay về theo con đường Võ Văn Kiệt và qua cầu Thăng Long về Vành Đai 3 mà các bạn về trung tâm phố cổ, về quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm thì rất là xa mà đi lòng vòng. Thì các bạn cứ sẽ cùng với tôi đi theo cái cung đường mà tôi đang di chuyển để các bác, anh chị và các bạn sẽ tham khảo để về với trung tâm phố cổ Hà Nội nó sẽ thuận tiện hơn. Đây, trước mặt các bạn nhìn thấy một cái xe bồn đang tưới nước cây xanh. Xe này là của công ty công viên cây xanh Hà Nội đấy các bạn này. Đấy, họ đang tưới nước bằng xe bồn. Đấy, các bạn nhìn thấy các cái biển quy định tốc độ này. 80, 80, 80 và 90 km/h. Trên tuyến đường này rất nhiều các cái cầu vượt.
Đấy, cái khúc này thì hai bên trồng rất nhiều các cây hoa giấy màu đỏ. Đây, trên mặt cầu vượt thì họ trồng các cái chậu cây hoa giấy thôi, chứ không có đất để trồng các cái cây trà là hay cây long lão. Đây, cái đoạn này chúng ta rẽ phải, chúng ta đi cầu Thăng Long này. Đây, còn tiếp đây là một cái nhánh nữa thì chúng ta rẽ phải đi ra quốc lộ 5 và quốc lộ 3. Và chúng ta đi ra cầu Đông Trù cũng được các bạn ạ. Đi quốc lộ 5, quốc lộ 3 và cầu Đông Trù, đấy rẽ phải đấy. Còn đi thẳng chúng ta đi tiếp về cầu Nhật Tân. Và đi ra con đường gọi là đường Võ Chí Công. Và đi về quận Cầu Giấy. Còn đây là một nhánh rẽ nhé. Rẽ phải chúng ta đi về đê Tả Hồng, Vĩnh Ngọc. Đây là một tuyến đường mang tầm cỡ quốc tế các bạn ạ. Tất cả khách quốc tế khi về thủ đô Hà Nội thì cơ bản là đi theo tuyến đường này. Đấy, bắt đầu chúng ta sẽ lên cái đường dẫn để đi vào cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng. Từ khi con đường Âu Cơ Nghi Tàm được nâng cấp, cải tạo, mở rộng, khang trang, đẹp, kết nối với đường Võ Nguyên Giáp ra sân bay Nội Bài. Chính vì lý do đó thì chiều hôm nay tôi sẽ chia sẻ gửi tới các bác, anh chị và các bạn cùng xem, cảm nhận và cũng tham khảo để biết một cái cung đường để chúng ta về với trung tâm Hà Nội, trung tâm phố cổ nhé. Đây, trước mặt màn hình các bạn đang xem là cầu Nhật Tân. Đây, cầu Nhật Tân này dài trên dưới 5 km các bạn ạ. Thì nguyên cái đoạn mà qua bắc qua cái dòng sông Hồng, giữa dòng sông Hồng là khoảng gần 2 km. Đấy, các bạn nhìn thấy chiếc cầu Nhật Tân hiện đại không? Hiện đại nhất khu vực miền Bắc của Việt Nam. Chiếc cầu này là tình hữu nghị Việt Nam Nhật Bản đấy các bạn ạ. Có 5 cái trụ dây văng biểu tượng cho 5 cửa ngõ, 5 cửa ô của thủ đô Hà Nội. Và 5 cánh hoa anh đào của Nhật Bản. Về đêm chiếc cầu này được thắp sáng những ánh sáng đèn trang trí, gọi đèn màu rất đẹp. Các bạn sẽ cùng với tôi nhé, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng. Hệ thống dây băng và hệ thống trụ cầu
rất vĩ đại, rất đẹp, rất ấn tượng. Nói đến cầu Nhật Tân thì trong nước và bạn bè quốc tế thì ai cũng biết. Kết thúc cái cầu Nhật Tân này, tôi sẽ rẽ phải để đi xuống đường Âu Cơ Nghi Tàm để chia sẻ hình ảnh cho các bạn xem nhé. Đây, trước màn hình các bạn là bắt đầu chúng ta nhìn thấy các cái tòa nhà chung cư cao tầng thuộc quận Tây Hồ và quận Cầu Giấy. Đây, đi thẳng thì chúng ta sẽ đi vào con đường Võ Chí Công. Bây giờ tôi sẽ rẽ phải này. Đây, các bạn nhìn thấy một cái biển này, rẽ phải đi Đông Ngạc cầu Thăng Long và đi Âu Cơ Nghi Tàm. Còn đi thẳng thì đi Bưởi cầu Giấy. Đây, cái phòng bồng xuyến rất rộng các bạn ạ. Rất rộng và rất đẹp. Đây, đến đây nhá, rẽ trái đi cầu Thăng Long, còn rẽ phải chúng ta đi đường Âu Cơ Nghi Tàm. Đấy, các bạn thấy cái cung đường từ sân bay Nội Bài về tới đường Âu Cơ Nghi Tàm, các bạn thấy bây giờ nó khác hẳn không? Coi như là lột xác bộ mặt. Đây là đường Âu Cơ Nghi Tàm các bạn ạ. Các bạn sẽ cùng tôi nhé, xem hết cái video này để trải nghiệm cái tuyến đường Âu Cơ Nghi Tàm về tới trung tâm một số con phố cổ. Đây, bây giờ là sau khi tôi xuống hết vòng xuyến thì đến cái ngã tư giao cắt này thì rẽ phải chúng ta lại lên cầu Nhật Tân, dành cho các phương tiện từ trung tâm phố cổ Hà Nội đi ra sân bay Nội Bài thì chiều ngược lại thì họ sẽ rẽ trái. Còn bây giờ chúng ta muốn tiếp tục lên cầu Nhật Tân thì chúng ta lại rẽ phải. Các bạn nhìn thấy này, đây, cái đèn tín hiệu này. Đấy. Cách đây khoảng vài năm thì các bác anh chị các bạn nào thì ở thủ đô Hà Nội mà qua cái tuyến đường Âu Cơ này mà chưa được nâng cấp cải tạo mở rộng thì các bạn về đây bây giờ không nhận ra được về cái bộ mặt, cái diện mạo của tuyến đường này. Bây giờ rất khang trang hiện đại, rộng rãi, thoáng đẹp. Tuyến đường này người ta gọi là tuyến đường Đê Âu Cơ. Đấy, phía bên phải màn hình của các bạn nhìn thấy là cái hệ thống đê. Đê người ta đã được kè toàn bộ bằng bức tường bê tông cốt thép.
để bảo vệ lũ lụt khi dòng nước sông Hồng dâng cao. Đây, trước đó là con đê đất các bạn ạ, bây giờ là được bê tông hóa hết rồi. Đây, chỗ này là ngã ba giao cắt này, chúng ta đi thẳng theo hướng tay phải, chúng ta đi vào con đường Xuân Diệu men theo Hồ Tây đấy các bạn. Đấy, phía bên này nhá là đường Xuân Diệu. Còn phía bên phải các bạn nhìn thấy một cái trung tâm chợ hoa rất quen thuộc không? Đó là siêu thị hoa Minh Chí, chuyên buôn bán lẻ các loại hoa Tết. Đây có một ngôi chùa hay ngôi đình các bạn này, nằm ở phía dưới đường thấp của đường Âu Cơ. Những người diện mạo đô thị Hà Nội, giao thông Hà Nội càng ngày càng phát triển các bạn. Các bác anh chị và các bạn nào mà xa tổ quốc, xa thủ đô Hà Nội nhiều năm mà các bạn đã từng đi qua cái con đường Âu Cơ Nghi Tàm này thì hôm nay các bạn nhìn video các bạn có nhận ra không? Tuyến đường này rất nhiều các ngã tư giao cắt, đèn xanh đèn đỏ. Đây có một anh tài này, anh xuống tranh thủ đèn đỏ lâu quá, anh xuống anh lau kính. Đấy, anh đang lau kính xe. Đây là đường Âu Cơ thuộc phường Quảng An của quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội các bạn ạ. Đây là ngã ba giao cắt với cuối của đường Xuân Diệu đó. Bây giờ là hơn 16 giờ chiều mà con đường này rất đông đúc các bạn ạ. Rất nhiều các loại phương tiện tham gia giao thông, kín hết cả mặt đường.
Đây cái khúc tôi đang đi nhá các bạn nhá, đây là đường Nghi Tàm. Cả cái tuyến này là dài khoảng trên dưới 5 km, gọi là đường Âu Cơ Nghi Tàm. Thì đoạn chúng ta vừa mới đi kết thúc là đoạn đường Âu Cơ, còn đây là đường Nghi Tàm dẫn về đầu đường Thanh Niên, đi ven với mép Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Thì kết thúc cái cung đường này thì tôi sẽ rẽ ra đường Thanh Niên các bạn nhé, và đi về một số con đường trong khu vực trung tâm của Hà Nội. Vào đây các bạn nhìn thấy hai bên nhà cửa san sát không? Mặc dù con đường Âu Cơ Nghi Tàm này được mở rộng rồi, nhưng mà nhà cửa của bà con buôn bán kinh doanh rất sầm uất, trù phú, mọc san sát nhau cả hai bên luôn. Đấy, trước mặt màn hình các bạn là cái cầu vượt này. Cầu vượt này gọi là nút An Dương Thanh Niên. Đấy, bây giờ tôi sẽ rẽ xuống đường Thanh Niên các bạn nhé, để đi về trung tâm thành phố, về quận Tây Hồ, quận Ba Đình. Đây, rẽ phải thì chúng ta đi vào đường Thanh Niên này, rẽ trái đi ra bãi An Dương. Bây giờ các bác anh chị và các bạn sẽ cùng với tôi tiếp tục ngắm nhìn trải nghiệm con đường cổ ngư năm xưa, đó là đường Thanh Niên huyền thoại, đường Thanh Niên lãng mạn vào mùa thu. Đây, bên kia rất nhiều các quán cà phê cho các lứa trẻ đang check in chụp ảnh. Đây gọi là dốc cổ ngư các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy cái đường Thanh Niên này rất đông không? Con đường này gọi là đường du lịch, đường vãn cảnh của khách du lịch quốc tế, rồi khách du lịch trong nước. Đây, rất nhiều xe ô tô chở khách du lịch đến đây tham quan. Ở bên con đường Thanh Niên này rất nhiều các cái khu du lịch tâm linh. Trong này có chùa Trấn Quốc các bạn ạ, Trấn Quốc cổ tự. Đây, phía trong nhá là chùa Trấn Quốc cổ tự. Đây, xe đón trả khách tắc hết cả đường. Phía bên phải màn hình các bạn nhìn nhé, là Hồ Tây lộng gió.
cái này là hồ Tây này, hồ Tây Chiều Thu. Còn phía bên này là hồ Trúc Bạch các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy rất nhiều các bạn trẻ đang đứng đây chụp ảnh dưới các cái xe hoa. Một con đường lãng mạn. Đây là đường Hùng Vương các bạn ạ, thuộc trung tâm của quận Ba Đình. Chúng ta sẽ tiến vào chỗ trung tâm quảng trường Ba Đình lịch sử. Coi như chúng ta đã đi về trung tâm của Hà Nội, trung tâm phố cổ đấy. Đây, phía trước là quảng trường Ba Đình rộng bao la. Các bạn nhìn thấy không? Đây, rẽ phải thì chúng ta đi trước cửa nhà Quốc hội là con đường gọi là đường Độc Lập. Tôi sẽ đi thẳng nhá. Đây là con đường tôi đang di chuyển là đường Hoàng Văn Thụ. Các bạn sẽ cùng với tôi đi dạo một vòng qua một số con phố cổ. Bây giờ tôi sẽ rẽ ra con đường Hoàng Diệu và đi ra phố Phan Đình Phùng, là con phố của những nàng thơ, con phố mang một cái dấu ấn của mùa thu. Đây là đường Hoàng Diệu các bạn ạ. Như các bạn thấy, vào trung tâm phố cổ Hà Nội rất mát. Đây, bắt đầu từ cái góc này đây các bạn nhìn thấy nhé, rất nhiều các chị em lên đây chụp ảnh cho mình những tấm ảnh thật đẹp vào một buổi chiều mùa thu. Đây, rất nhiều các nhiếp ảnh gia các bạn nhìn này. Các bạn nhìn thấy nhộn nhịp chưa? Con phố này rất đẹp. Rất nhiều kiến trúc biệt thự của Pháp. Đây là một cái nhà thờ rất nổi tiếng. Nhà thờ cửa Bắc các bạn ạ. Đây tôi đi chậm lại một tí nhé, để các bạn cùng nhìn ngắm này. Đây là con đường, con phố Phan Đình Phùng.
lại rất nhiều các chị đến đây chụp ảnh. Chỗ này vẫn nhộn nhịp các bạn ạ. Đấy, rất nhiều các chị, các mợ, rất nhiều các gánh xe hoa, tạo một cái khung cảnh đẹp về mùa thu để cho mọi người chụp ảnh. Đây là vẫn là con phố Phan Đình Phùng các bạn nhé. Để các bạn sẽ cùng tôi đi tiếp những con phố cổ của thủ đô Hà Nội. Đây, bên này là vườn hoa hàng đậu các bạn ạ, bên trái màn hình. Bây giờ tôi đã di chuyển ở phố Hàng Lược các bạn nhé. Tôi sẽ đi vào những con phố cổ thuộc trung tâm quận Hoàn Kiếm. Rất nhiều khách quốc tế họ đang đi bách bộ bên đường. Hết Hàng Lược thì chúng ta sẽ đi ra con phố Hàng Cân. Đấy, rẽ trái chúng ta đi vào phố Hàng Mã. Đấy, các bạn cùng ngắm phố cổ cùng tôi nhé. Đây là phố Hàng Cân này. Đây, tiếp đây là phố Chả Cá các bạn ạ. Hết phố Chả Cá ấy, chúng ta tiếp tục vào phố Hàng Cân. Là con phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Rất nhiều ngã tư giao cắt các bạn ạ. Đây là những ô bàn cờ trong khu vực trung tâm phố cổ quận Hoàn Kiếm này. Các con phố nó ngắn thôi, đường thì nhỏ nhưng mà giao cắt với nhau nó như bàn cờ. Bên này rất nhiều các cái cửa hàng, cửa hiệu bán các mặt hàng, kể cả ẩm thực, hàng lưu niệm, phục vụ cho khách du lịch nước ngoài đến với thủ đô Hà Nội.
đây là phố Lương Văn Can này các bạn này. Chạy dọc cái tuyến tôi vừa đi là phố Chả Cá, phố Hàng Cân và phố Lương Văn Can. Tôi sẽ rẽ phố Hàng Bông các bạn nhé. Đây các bạn nhìn con phố Hàng Bông rất sầm uất và nhộn nhịp không? Rất nhiều khách quốc tế nước ngoài. Bách bộ. Rất nhiều khách du lịch, họ đang đi bách bộ trên vỉa hè, các bạn nhìn thấy không? Đây là ngã tư giao cắt giữa phố Hàng Bông và phố Hàng Mành. Các bạn cùng ngắm nhìn nhé, phố cổ Hà Nội, nhịp sống phố cổ Hà Nội và một buổi chiều mùa thu. Cứ một đoạn là đèn xanh đèn đỏ. Đây, rất nhiều khách quốc tế đến với thủ đô Hà Nội đây. Các bạn nhìn xem. Nhích từng chút một. Đây, trước mặt màn hình các bạn là ngã tư cửa Nam nhé. Tôi đi qua ngã tư cửa Nam các bạn này. Đấy, buổi chiều hôm nay thì tôi tranh thủ chia sẻ trên kênh những thước phim về cái cung đường từ sân bay Nội Bài về đến trung tâm phố cổ Hà Nội. Một cái cung đường mới để các bác, anh chị và các bạn cùng xem, cảm nhận và tham khảo nhé. Bây giờ và tôi xin được kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn các bác, anh chị và các bạn đã dành thời gian cùng tôi đồng hành trải nghiệm cung đường này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.